Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên màn tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MTM Pharmacy. Và ngày hôm nay Mỹ Linh đang có mặt tại địa điểm số 4 nằm ngay trên đường Bonsa và có đường Edward của MTM Pharmacy để nói chuyện cùng với quý khán giả. Và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi nói chuyện với dược sĩ Tina Quách. Dạ hello chị. Hi Mỹ Linh. Yeah. How are you? Yeah. Cảm ơn chị Âm Kê. Dạ, thưa chị Tina, ngày hôm nay trong phần đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về những cái vấn đề trong cuộc sống của mình ha. Dạ, trong phần đầu tiên câu chuyện đời sống thì chắc là mình sẽ chia sẻ một câu nói hay mà em tìm được ở trên Facebook nha. Dạ, trên Facebook có người này chia sẻ cũng dễ thương lắm, và chị thử coi thử đúng không nha. Trong cuộc sống có 4 điều mà mình không có sao sửa chữa được, hoặc là mình không có thể lấy lại được đó. Đầu tiên là khi một hòn đá đã ném đi. Dạ, khi lời nói đã buông ra, khi cơ hội đã bỏ lỡ, và khi thời gian đã trôi qua. Chính xác. Dạ. Thì rất là ý nghĩa phải không? Đúng đó, rồi. Khi một hòn đá mình đã ném đi rồi, không bao giờ nó quay trở lại tay mình một lần nữa, không? Rồi lời nói đã buông ra là mình không lấy lại được. Nhưng đó, mà nếu mà lỡ mình nói vậy á, nói sai thì mình phải xin lỗi, ok? Dạ, đó đúng rồi, mình phải xin lỗi để mà mình nói lại cho đúng. Rồi hoặc là khi một cơ hội đã bỏ lỡ rồi, cơ hội đó em nghĩ là khó quay lại với mình lắm. Mình sẽ mất cái chance đó liền ha. Rồi khi mà thời gian đã trôi qua, cái này là chắc chắn rồi đó. Thời gian trôi qua bây giờ sắc đẹp càng ngày càng càng đi xuống rồi. Khó níu giữ, khó níu giữ. Nhưng mà với gì đó kỹ thuật bây giờ, với thuốc men, với những kỹ thuật hiện đại của những về y khoa, thì mình so với lại những hy vọng níu kéo được mình chút, níu kéo được chút xíu đó. Dạ đó, như vậy quý vị phải tìm đến với MTM của chương trình của cái gì beauty đó thì mặt may. Nhưng mà rõ ràng thời gian trôi qua mình không có lấy lại được. Dạ, thật sự rất là tiếc ha. Rồi, đó là câu nói mà chúng ta sưu tầm được để mà mình chia sẻ cùng với nhau. Như vậy thì còn một cái câu chuyện nào mà chị muốn chia sẻ khi mà mình vừa mới nói đến sắc đẹp của phụ nữ, mình mới nói đến thời gian trôi qua đã ảnh hưởng đến người phụ nữ, thì mình có thể chia sẻ điều này không? Thì sẵn đây nói về phụ nữ đó, thì bữa nay cái đề tài của mình đó là mình nói về phụ nữ lúc mà đã qua đến tuổi 40. Phụ nữ mà qua tuổi 40, nó bắt đầu tuổi thập niên U40 đi, U40, 50, 60, 70 đó, thì sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào. Có 5 cái sự thay đổi trong cái cơ thể của người phụ nữ U40 mà ít có ai nói tới. Hình như là sách vở thì có nói, nhưng mà mình phải đi tìm kiếm thì mình mới thấy, chứ không phải là TV, radio ai cũng nói cho mình nghe. Yeah. Thì bữa nay mình thảo luận việc cái đó thì thấy vậy là rất là hay. Có 5 điều sẽ thay đổi đến người phụ nữ ở tuổi và bắt đầu bước qua tuổi 40 đó, thì sẽ có 5 điều nào thay đổi? Điều thay đổi trước tiên mà mình nhận thấy được đó là gì chị? Điều đầu tiên đó là hair loss, là mình bị rụng tóc. Người Việt Nam của mình thì có thể 40 thì vẫn còn sớm, nhưng mà Tina nghĩ khoảng 45 trở nên đó, là quý vị để ý đi, những cái triệu chứng này nó sẽ xảy đến với mình. Thứ nhất là mình bị rụng tóc đó, bản thân Tina cũng vậy. Tóc tự nhiên hồi xưa tóc Tina rất là nhiều nha, dày lắm, mà bây giờ mình nhìn lại con gái của mình cũng vậy, tóc nó rất là nhiều. Bây giờ mình nhìn lại tóc của mình sao mà ít quá. Tóc nó rụng ra. Dạ. Thì... nhưng mà tại vì hormone trong cơ thể mình thay đổi cho nên là mình bị rụng tóc hả chị? Hay đúng tại rồi. Sao tự nhiên cái tóc mình rụng vậy? Hormone mình thay đổi. Yeah. Dạ. Tại sao mình đang nói về người phụ nữ mà mình không nói giới nam? Tại vì dĩ nhiên là nó có liên quan tới hormone của người phụ nữ đó. Mỹ Linh biết rồi, người phụ nữ để có nữ tính nè, để được rụng trứng, để được sanh con, để có kinh nguyệt, là người phụ nữ phải có một cái hormone rất là đặc biệt của nữ giới gọi là estrogen, đúng không? Đó thì theo ngày tháng thì cái lượng estrogen trong cơ thể mình nó sẽ tiết ra ít hơn. Đó thì khi mà mình qua tuổi 40 rồi, mình sắp tới cái thời kỳ nó gọi là pre menopause
poso đó, tức như tiền mãn kinh đó, thì cái lượng estrogen trong cơ thể của mình nó sẽ giảm đi. Thì khi nó giảm đi thì nó kéo theo những cái triệu chứng mà liên quan tới đó. Thì cái việc mất rụng tóc đó là một trong những cái việc mà liên quan tới mất đi estrogen. Dạ, rồi như vậy triệu chứng thứ hai để báo cho người phụ nữ biết là mình bắt đầu tới tuổi rồi là cái gì chị? Cái triệu chứng thứ hai đó là trí nhớ. Cái đầu óc mình nó hơi bắt đầu lẩm cẩm chút xíu. Mình dễ mau quên hơn. Dạ, ví dụ như mình sẽ hay quên những cái lặt vặt. Em nghĩ là như vậy, tại vì em thấy hồi xưa mẹ em á nhớ giỏi lắm, nhớ từng chi tiết. Nhưng mà bây giờ đôi khi mẹ em để chìa khóa ở đâu mẹ cũng không còn nhớ nữa. Đúng và rồi. Đó là những chuyện hồi xưa mẹ không bao giờ quên. Nhưng bây giờ mẹ quên. Nhất là chìa khóa ở đâu, hoặc là mới đưa cho mẹ nói mẹ ơi cái quyển sổ này của con quan trọng nha, mẹ cất giùm con nha. Đến khi hỏi lại mẹ cất đâu rồi, nó để mẹ tìm mẹ cũng không nhớ, mẹ nhớ mẹ cất rồi mà mẹ không biết nhớ ở đâu. Trí. Dạ đó cũng hơi quên quên đó. Những cái việc mình gọi là absent minded đó, đối với bản thân Tina rõ ràng nghiệm chứng lại đúng 100%. Dĩ nhiên là mình Tina thì có trí nhớ rất là tốt, nhưng trí nhớ tốt là những cái gì mình muốn nhớ, giống như mình học hoặc những cái công thức. Dĩ nhiên mình học chậm hơn, mình không có học nhanh bằng hồi xưa mình đi học phổ thông với lại mình đi học đại học được, nhưng mà mình cũng có thể học, cũng có thể nhớ được. Nhưng những cái việc nó tới tức thì đó thì mình lại quên. Cho nên gọi là lãng trí đó. Mình quên xong từ từ 2-3 ngày sau mình mới nhớ. Mình mới vừa hứa với người này cái này cái mình đi mình quên mất tiêu. Thì cũng có thể là tại vì khi mà mình tới những cái tuổi cao cao chút đó, công việc của mình nó nhiều. Cái mình chỉ có bao nhiêu cái tế bào trong cái branch cell của mình thôi, mà mình bắt mình nó chứa nhiều quá cho nên nó nhiều khi nó bị overload. Nhưng mà hormone cũng đóng một cái phần vai trò chính trong cái việc đó. Dạ, như vậy là mình sẽ có gọi là trí nhớ của mình nó không còn được minh mẫn, không thông suốt như hồi xưa nữa, là có chuyện có chút thay đổi đó. Cái việc thứ ba đó mà nó thay đổi trong cơ thể của người phụ nữ là cái chu kỳ, cái kinh nguyệt của mình nó sẽ thay đổi. Có thể là mình không có đều đặn một tháng 30 ngày hay 28 ngày nữa. Có thể, có khi có tháng thì mình có nhiều ngắn ngày, có tháng mình có dài ngày. Cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó bị xáo trộn. Dạ, như vậy là cũng không tốt rồi. Thì đúng rồi. Cũng làm mình khó chịu đúng không? Làm mình khó chịu rồi làm cho mình bị... nếu mà mình muốn điều hòa đó, hay là nhiều khi mình qua tuổi 40 mình đâu có muốn có em bé đâu, đúng không? Mình có con đầy đủ rồi, nhiều người đâu muốn sanh con sau 40, họ không có muốn uống thuốc ngừa thai, họ muốn giữ làm sao mà đừng có bầu. Nhưng mà khi mà cái cơ thể cái kinh nguyệt của mình nó không có đều rồi thì cũng hơi khó. Nó không có dễ hơn, đúng không? Thì cái đó cũng là một cái điều hơi phiền. Dạ, nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe và cái tinh thần của người phụ nữ nhiều á. Tại vì em nghĩ là mình sẽ cảm thấy khó chịu, rồi mình không có được vui vẻ, phải không chị? Cho nên có những người á, họ trên 40 nhưng mà họ vẫn phải uống thuốc đó, uống thuốc điều hòa kinh nguyệt đó, để họ có cái nguồn estrogen đầy đủ cung cấp lại cho họ. Cho nên Tina nghĩ cái đó cũng có thể là một điều tốt, chứ không phải là nhiều người. Mình thì mình cũng hơi lười uống thuốc, tại vì mình uống supplement này nọ nhiều rồi mình không muốn uống thêm thuốc nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có cần thiết thì cũng có thể nói chuyện với bác sĩ của mình coi thử họ sẽ cân lại thử là uống thuốc tốt hơn hay là không uống thuốc. Rồi tiếp theo triệu chứng số 4. Triệu chứng số 4 là mình sẽ bị cái đường tiểu, cái bladder, cái đường tiểu của mình nó sẽ cũng bị hơi bị bất bình thường. Có thể là bị tiểu xón, có thể là bệnh tiểu rớt đó. Nhiều khi mình không có tự nhiên nước tiểu của mình nó sẽ đi ra, tiếng Mỹ gọi là incontinent, mà mình không có control được, mình không control được, mình không có điều khiển được cái bàng quang của mình. Nhiều khi mình cười nhiều nước tiểu nó cũng xón ra. Nhiều khi mình hoạt động nhiều, mình mệt á, cũng nước tiểu nó xón ra. Thì cái đó là do làm sao lúc mà mình còn trẻ, mình sanh con 10 năm về trước, lúc mình sanh con 1, 2, 3, 4 đứa con. Rồi sau này khi hormone của mình nó thiếu thì nó làm cho cái bladder, cái bàng quang của mình nó yếu đi. Đó, thì mình cũng sẽ bị tiểu rớt. Cái điều nữa cuối cùng là cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu nó sẽ xảy ra thường hơn khi mà phụ nữ qua khỏi tuổi 40.
trước đó thì cơ thể mình nó khỏe, nó mình ít có bị, nhưng mà sau đó cái sau tuổi 40 rồi đó thì nó xảy ra thường. Tina cũng ở tiệm thuốc, Tina biết đó, những người mà đi vào phải uống những cái thuốc kháng sinh để trị nhiễm trùng đường tiểu thì những bạn đó là thường thường là từ 45, 55, 65 tuổi, càng lớn tuổi càng dễ bệnh hơn. Dạ, như vậy đó chính là 5 triệu chứng mà thường một người phụ nữ ở bắt đầu từ 40 trở đi dễ gặp. Đầu tiên là mình sẽ dễ bị rụng tóc nè, rồi bắt đầu mình dễ bị lãng quên những cái chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt. Rồi tiếp đến mình có thể là cái kinh nguyệt sẽ không còn đều như trước. Rồi bắt đầu là mình sẽ không control được cái việc đi tiểu được của mình. Mình không có bàng quang phục, làm việc không có tốt như xưa. Rồi cái mình có thể là có khả năng mà dễ bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu hơn bình thường. Dạ. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình biết là mình đang phải deal với lại challenge những cái triệu chứng như vậy trong cái khi tới cái tuổi của mình? Thì nhất là mình có thể mình uống những cái supplement. Nếu mà mình thực sự mình thiếu cái chất hormone đó mà bác sĩ nghĩ là mình thiếu thì mình nên uống thuốc soy đó bữa mình nói đó. Em nghĩ là cái điều đó là điều nên thôi và nó sẽ tốt cho cơ thể mình thôi chứ không có hại gì phải không chị? Đúng rồi. Yeah. Mình uống thuốc sữa đậu nành, thuốc soy đó thì hay là mình uống nhiều sữa đậu nành, nhưng mà Tina nghĩ cái viên thuốc nó hay hơn, nó tốt hơn. Nó mình uống ngày một viên không có sao hết, nó không ảnh hưởng gì hết. Đừng uống quá nhiều là được rồi, cái gì quá nhiều cũng đều phản tác dụng, đúng không? Đó. Nếu mà mình sợ nhiễm, mình nếu mà bản thân mình bị nhiễm trùng đường tiểu đã từng xảy ra thì mình uống thuốc cranberry viên hay là cranberry juice thì nó sẽ giúp cho mình phòng hờ được cái việc nhiễm trùng đường tiểu đó, Mỹ Linh. Wow, hay quá. Như vậy là hay là mình uống Daily Fit Performance nó cũng giúp cho mình phòng hờ nhiễm trùng đường tiểu. Daily Fit Performance của MTM Pharmacy. Wow, hay quá ha. Vậy là rồi mình tập thể dục, mình quên nói tập thể dục là cái điều đầu tiên là mình phải nên làm. Khi mình trẻ mình mắc bận rộn sanh con sanh cái nuôi con đưa con đi học này nọ, nhưng mình qua tới 40 mấy tuổi con mình nó bắt đầu nó lớn lớn chút xíu rồi đó, thì đang nghĩ là nếu mà mình là một bình thường mình khoảng chừng 28 tuổi mình lại lập gia đình, 30 tuổi mình sanh con thì khoảng 45 tuổi con mình 10 mấy tuổi rồi. Yeah. Thì mình chở nó đi học về nhà mình đi làm, nhưng mình vẫn có thì giờ, thì nó tin là mình vẫn có thì giờ tập thể dục, đi bộ hay là đi tập ở ngoài gym một tuần khoảng 3 đến 4 ngày. Như vậy thì chị recommend những người phụ nữ tập bài tập là ví dụ mình chạy bộ tốt hơn hay là đi bộ nhanh tốt hơn, hay những bài tập như thế nào là hợp với phụ nữ thưa chị? Thực ra nếu mà mình tập mà mình đi vào phòng tập thể dục mình tập mà mình đi bộ nhanh hay là đi trên cái máy treadmill hay là cái máy elliptical rồi sau đó mình tập những cái động tác khác thì nó hoàn thiện hơn. Mà mình không cần phải tập nhiều. Còn nếu mình đi bộ đó là tốt, đi bộ rất là tốt, nhưng mà mình phải đi nhiều hơn, tại vì đi bộ thì nó nhẹ nhàng hơn, cái gì cũng vậy, nó mạnh thì mình làm ít mà nó nhẹ thì mình phải làm nhiều. Tina thì dược sĩ Tina thì đi bộ mỗi ngày Tina đi 1 tiếng, một tuần thì Tina đi khoảng chừng 5 ngày. Đi 1 tiếng mình đi nhanh chút xíu. Tina lại thích như vậy hơn, tại vì Tina nhiều khi có bệnh asthma, thành ra lúc mình tập thể dục mà nó mạnh quá thì có thể mình mệt. Cũng được, nhưng mà tự nhiên mình đi bộ mình thấy vui hơn đó, thì mình chọn thôi, mình phải làm 5 ngày. Còn nếu mình đi vào trong gym mình tập thì mình chỉ cần đi 3 ngày 1 tuần là được là rồi, cũng đủ rồi. Dạ, hoặc là nếu như quý phụ nữ nào á mà Mỹ Linh cái này recommend là mình tập yoga. Em thấy yoga đó yoga, rất là tốt cho rồi. Phụ nữ nha. Dạ. Đó. Nó làm cho cơ thể mình, thứ nhất là mình burn calorie nè ha, thứ hai là mình tập được cái sự chịu đựng, cái dẻo dai của sức khỏe, đường tim mạch đó, cơ mạch của mình, rồi những cái muscle, những cái bệnh thấp khớp này nọ, từ từ nó cũng sẽ giảm. Và em thấy những người tập yoga đó tinh thần của họ em thấy cũng phấn chấn hơn bình thường đó. Em thấy những người tập yoga tinh thần của họ rất vui, rất là thoải mái, nhất là khi mình ở ngoài thiên nhiên ha. Mình có phải bao giờ cũng vậy, những người tập yoga họ có một cái thảm để tập yoga, họ bỏ thảm xuống ngay giữa một cái khu vườn của họ vậy, hoặc là ngay một cái vườn nhà, hay là mình ra park á, rồi mình cứ để cái miếng thảm đó rồi mình tập, tự nhiên thấy yêu đời liền. Tinh thần còn khác những liền đó. Những bác lớn tuổi mà tập yoga không nổi đó thì tập tai chi. Tai chi cũng rất là tốt. Rất là tốt. Dạ, đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.